Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên. Chương trình hôm nay có những thông tin đáng chú ý sau đây. Hiệu quả mô hình kinh tế tổng hợp ở huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình. Bắc Ninh nhiều giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên dành gần 10 tỷ đồng để xây dựng nhà văn hóa thôn. Hiệu quả mô hình dòng họ khuyến học, an toàn, an ninh trật tự tại xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương. Tỉnh Thái Bình tăng cường công tác phòng chống cháy nổ. Thưa quý vị và các bạn, với lợi thế về điều kiện tự nhiên, đất đai và nguồn lao động, những năm qua, huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam luôn quan tâm khuyến khích nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi mang lại hiệu quả kinh tế cao, hình thành vùng sản xuất nông nghiệp theo hướng tập trung, qua đó góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người lao động nông thôn. Thời gian qua, cùng với việc triển khai thực hiện các cơ chế chính sách của tỉnh nhằm khuyến khích người dân phát triển kinh tế, huyện Lý Nhân đã làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa, mang lại hiệu quả cao. Đồng thời chỉ đạo các cơ quan chuyên môn, các ngân hàng trên địa bàn tạo điều kiện thuận lợi cho nông dân được vay các nguồn vốn ưu đãi, được tập huấn hướng dẫn khoa học kỹ thuật và phát triển sản xuất chăn nuôi theo chuỗi liên kết nhằm ổn định đầu ra cho sản phẩm. Nhờ vậy, nhiều hộ đã thay đổi tư duy, mạnh dạn đầu tư phát triển kinh tế, đa dạng các loại cây trồng vật nuôi, xây dựng các mô hình kinh tế trang trại theo hướng chuyên canh, đa canh, ứng dụng khoa học kỹ thuật, đưa cơ giới hóa vào sản xuất, góp phần tăng năng suất, chất lượng sản phẩm. Hiện toàn huyện có trên 120 trang trại đạt tiêu chí Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, trong đó có 116 trang trại chăn nuôi, 5 trang trại thủy sản, cùng một số trang trại trồng trọt và trang trại tổng hợp. Nhiều trang trại phát huy hiệu quả, cho doanh thu hàng năm hàng trăm triệu đồng đến hàng tỷ đồng mỗi năm. Bên cạnh đó, các trang trại còn góp phần giải quyết việc làm thường xuyên cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập ổn định. Tại xã Khánh Vân, huyện Yên Khánh, tỉnh Ninh Bình, nhờ chủ trương chuyển đổi cơ cấu cây trồng, áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất đã có nhiều mô hình phát triển kinh tế cho hiệu quả cao, điển hình như trang trại tổng hợp của ông Phạm Văn Hùng. Những năm gần đây, từ việc chăn nuôi lợn kết hợp với trồng nấm, măng tây đã cho thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm và tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương. Nhiều năm trước, ông Hùng chỉ quen với việc trồng lúa, thu nhập không đáng kể. Đến năm 2000, ông mạnh dạn chuyển đổi hơn 2.000 mét vuông đất ruộng sang mô hình trồng nấm. Đến nay mô hình phát triển mạnh, mỗi năm cung cấp ra thị trường hàng tấn nấm sò, mộc nhĩ và nấm linh chi. Tiếp tục phát huy lợi thế và điều kiện đất đai rộng, ông còn mạnh dạn đầu tư xây dựng lán trại kiên cố, nuôi lợn thịt với quy mô lớn. Ông cũng là người đầu tiên ở huyện Yên Khánh đưa cây măng tây tím về canh tác. Theo ông, cây măng tây tuy đòi hỏi kỹ thuật cao, nhưng ngay từ vụ thu hoạch đầu tiên đã cho thấy hiệu quả gấp nhiều lần so với các loại cây trồng khác. Đây là loại măng có giá trị dinh dưỡng cao, do ít người trồng nên vẫn đang được coi là loại rau đặc sản. Nhiều nhà hàng tại Hà Nội thu mua với giá 60-80 ngàn đồng 1 kg. Bây giờ mình còn sức thì còn phải làm, là đưa về, nhưng mà đưa về làm trong quá trình làm đến năm nay là năm thứ ba, thu nhập là cũng được. 8 thảo rồi là mỗi một ngày thu, cái ngày rộ nhất là được khoảng tầm 20-25 cân. Cứ như vậy là cứ ngày nào hái là gửi đi ngày đó. Từ trang trại tổng hợp và việc duy trì hoạt động của xưởng mộc, mô hình của ông Hùng đang tạo việc làm cho nhiều lao động địa phương với mức thu nhập cao. Những mô hình kinh tế trang trại, gia trại được hình thành phát triển theo lối sản xuất hàng hóa như của gia đình ông Phạm Văn Hùng, không chỉ đóng vai trò quan trọng trong việc chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi, phát huy thế mạnh về đất đai, mà còn khẳng định vị thế của những người nông dân trong thời kỳ mới, dám nghĩ, dám làm, góp phần xây dựng bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc. Nuôi cá bống bớp là thế mạnh của huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định, nhưng người nuôi vẫn đang loay hoay tìm kiếm những thị trường xuất khẩu ổn định. Mặc dù đã xây dựng nhãn hiệu tập thể cho cá bống bớp Nghĩa Hưng nhằm bảo vệ sản phẩm trên thị trường và có thể tham gia vào chuỗi tiêu thụ hiện đại, song không nhờ đó mà người nuôi cá bống bớp có thu nhập khá hơn. Mỗi ngày hàng tấn cá đặc sản vẫn được chuyển lên biên giới phía Bắc để xuất khẩu tiểu ngạch sang Trung Quốc. Muốn tránh cảnh bị ép giá trước cánh cửa thị trường chật hẹp này, nhiều người nuôi cá bống bớp Nghĩa Hưng đang liên kết lại như một cách tự phòng vệ và hy vọng sức mạnh tập thể sẽ giúp họ tìm ra đường dẫn đến những thị trường mới cho cá bống bớp thương phẩm. Cũng như nhiều hộ nuôi khác, nguồn lợi do cá bống bớp mang lại đủ sức khiến anh Nguyễn Ngọc Tuyên sẵn sàng từ bỏ công việc ổn định trong ngành công nghệ thông tin để trở về quê nuôi cá bống bớp giống. Mỗi vụ anh đầu tư khoảng từ 500 đến 600 triệu đồng cho 1 hectare mà không thể chắc chắn đã thành công
vì tất cả vốn liếng kinh nghiệm đều nhờ tự đúc kết sau không ít lần thất bại. Từ xưa đến giờ thì chúng tôi toàn tự túc thôi. Thì vay vốn của ngân hàng rồi là vay vốn của các cái nhà địa phương đấy thì tôi đầu tư vào làm. Thì tôi cũng cần vốn, thứ nhất là vốn, thứ hai là cũng cần kỹ thuật. Tôi cũng mong là Chi cục Thủy sản của tỉnh Nam Định và phòng thủy sản huyện Nghĩa Hưng sẽ hỗ trợ về thuốc men khi mà con cá nó bị bệnh, giúp chúng tôi để chúng tôi có thể là nuôi trồng được tốt hơn. Chủ động được nguồn giống ngay tại vùng nuôi, đáp ứng yêu cầu sản xuất là bước tiến bộ đáng kể trong quy trình nuôi cá bống bớp ở Nghĩa Hưng. Tuy nhiên, để có thể tự tin mở rộng quy mô sản xuất, trong khi vẫn đang trông đợi sự giúp sức của các trung tâm nghiên cứu, ứng dụng kỹ thuật, thì người nuôi cá tại đây chỉ còn biết phải tự dựa vào chính mình. Chúng tôi muốn liên kết các hộ nuôi mà với nhau để mà hàng tuần, hàng tháng để mình trao đổi những cái kinh nghiệm nuôi thả và cũng như những cái bệnh để mình trao đổi là mình sẽ điều trị nó sẽ tốt hơn rất là nhiều. Tính đến nay, ở cả thị trấn Rạng Đông và xã Nam Điền đã có đến 600 hộ đầu tư nuôi cá bống bớp, nhưng chỉ có trên dưới 20 hộ liên kết theo hình thức hợp tác, giúp nhau sản xuất theo một quy trình khép kín. Vài mươi hộ so với 600 hộ là con số quá nhỏ bé. Thực trạng này càng cho thấy rõ hơn hậu quả của cách đầu tư sản xuất theo phong trào khi thiếu hẳn sự đảm bảo cho tỷ lệ thành công nhờ khoa học công nghệ. Phát huy thế mạnh là vùng đồng chiêm đất trũng, nhiều hộ dân ở huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên đã mạnh dạn đầu tư kinh phí cải tạo diện tích mặt ao để nuôi thả thủy sản, mang lại hiệu quả kinh tế cao. Hiện nay toàn huyện có tổng số 400 ha diện tích nuôi thả thủy sản với trên 2.000 hộ nuôi, tập trung nhiều ở các xã Hưng Đạo, Trung Dũng và Dị Chế, Hải Triều. Các mô hình nuôi trên địa bàn đều tiến hành nuôi khép kín từ cá giống đến cá thương phẩm. Mỗi lứa cá nuôi từ 7 tháng đến 1 năm cho thu hoạch một lần tùy theo từng giống cá. Để khai thác hiệu quả mặt nước, các hộ nuôi còn áp dụng nhiều mô hình như xen canh lúa cá, nuôi cá sông trong ao trên mặt nước tĩnh để đạt hiệu quả tối ưu nhất. Tổng sản lượng thủy sản năm 2017 của toàn huyện đạt 3.650 tấn. Thưa quý vị và các bạn, bảo vệ nguồn lợi thủy sản chính là bảo vệ môi trường sống tự nhiên và đây là trách nhiệm của toàn dân. Xác định rõ tầm quan trọng của nguồn lợi thủy sản, tỉnh Bắc Ninh đã ban hành chỉ thị số 15 về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện để khai thác thủy sản trên địa bàn toàn tỉnh. Sau một năm tưới, chỉ thị này được ban hành rộng rãi đến từng cấp ủy chi bộ và người dân. Tình trạng đánh bắt cá bằng xung kích điện đã giảm đáng kể. Nhận thức của người dân đã có sự thay đổi. Trước thực trạng nguồn lợi thủy sản ngày một cạn kiệt do bị khai thác đánh bắt bằng xung điện, lưới mắt nhỏ mang tính hủy diệt đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến số lượng và sản lượng thủy sản đang có trong môi trường tự nhiên. Những năm qua, Chi cục Thủy sản tỉnh Bắc Ninh đã tham mưu ban hành nhiều giải pháp bảo vệ nguồn lợi thủy sản trên địa bàn. Cụ thể, tháng 9 năm 2016, tỉnh ủy đã ban hành chỉ thị nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc, chất nổ để khai thác thủy sản trên địa bàn tỉnh. Cùng với đó, tham mưu cho Sở Nông nghiệp Phát triển Nông thôn thành lập đoàn kiểm tra liên ngành đi kiểm tra thực tế tại các sông ngòi, ao hồ, kênh mương, ngoài tự nhiên tại 80 xã phường thị trấn thuộc 8 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh. Ngoài ra, Chi cục thường xuyên phối hợp với các địa phương tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật, lồng ghép chuyển giao khoa học kỹ thuật, tuyên truyền bảo vệ nguồn lợi thủy sản cho các hộ dân trên địa bàn tỉnh nhằm nâng cao ý thức của người dân trong việc bảo vệ môi trường tự nhiên. Hàng năm tổ chức các hoạt động thả cá giống xuống các sông lớn nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản, do vậy đã nâng cao được nhận thức của người dân về kiến thức pháp luật, kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, ý thức bảo vệ môi trường và bảo vệ nguồn lợi thủy sản. Bắc Ninh là tỉnh nhỏ nhưng có mạng lưới sông ngòi khá dày, có nhiều tiềm năng để phát triển nuôi trồng thủy sản, nhưng đi liền với đó rất cần sự chung tay của cộng đồng trong việc bảo vệ nguồn lợi thủy sản trong môi trường tự nhiên. Mỗi người dân hãy nói không với các dụng cụ đánh bắt thủy sản mang tính hủy diệt, đừng vì lợi ích trước mắt mà hủy hoại cả tương lai. Thưa quý vị và các bạn, từ lao động giỏi, lao động sáng tạo đã có hàng nghìn sáng kiến kỹ thuật do cán bộ, công nhân, viên chức, người lao động ở huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình sáng tạo ra được áp dụng vào quá trình sản xuất kinh doanh, mang lại những hiệu quả thiết thực. Với mục tiêu nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả sản xuất kinh doanh và công tác thực hành tiết kiệm, xây dựng các công trình, sản phẩm, đề tài khoa học có giá trị kinh tế cao, Liên đoàn Lao động huyện Hưng Hà đã phát động phong trào thi đua lao động giỏi, lao động sáng tạo, thu hút sự tham gia của hàng nghìn lượt cán bộ, công nhân viên chức lao động
ở nhiều lĩnh vực. 5 năm qua, toàn huyện có trên 1.700 sáng kiến kinh nghiệm, đề tài giải pháp được áp dụng và sản xuất, công tác làm lợi hàng tỷ đồng, 25 đề tài khoa học tham gia hội thi sáng tạo khoa học kỹ thuật công nghệ tỉnh, 5 đoàn viên được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng bằng lao động sáng tạo. Trong năm 2017, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh tỉnh Ninh Bình đã chủ động phối hợp thực hiện tốt chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước, giữ vững tinh thần bộ đội Cụ Hồ trong sản xuất kinh doanh, tạo nhiều việc làm cho lao động địa phương. Trong đó, hội đã kết nạp thêm 6 hội viên mới, ra mắt 2 câu lạc bộ cựu quân nhân của 2 doanh nghiệp trên địa bàn. Trong quá trình hoạt động, các hội viên thường xuyên hỗ trợ, giúp đỡ nhau về kinh nghiệm, vốn, xây dựng nhiều mô hình, công ty, doanh nghiệp, hợp tác xã, tổ hợp, trang trại do cựu chiến binh làm chủ, không những mang lại hiệu quả kinh tế cao mà còn giúp giải quyết việc làm cho hàng nghìn con em cựu chiến binh trên địa bàn. Đã quyên góp ủng hộ gần 8 tỷ đồng vào hoạt động đền ơn đáp nghĩa, tình nghĩa, dành tặng nhiều suất quà cho những cựu chiến binh còn gặp khó khăn, xây mới tu sửa các di tích lịch sử và xây dựng 8 nhà nghĩa tình đồng đội, đồng thời đóng góp tích cực vào công cuộc xây dựng nông thôn mới ở địa phương. Từ năm 2013 đến nay, xã Thắng Lợi, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên đã dành gần 10 tỷ đồng từ nguồn đấu giá đất giãn dân để xây dựng nhà văn hóa các thôn. Hiện nay, tất cả 9 thôn trong xã đều có nhà văn hóa và sân tập thể thao rộng rãi khang trang, tiêu biểu như nhà văn hóa các thôn Phủ Bãi, Dương Hạ, Dương Thượng, Tân Lợi. Xã Thắng Lợi hỗ trợ mỗi thôn xây mới nhà văn hóa 1 tỷ đồng. Còn lại, nhân dân các thôn xã hội hóa từ 200 đến 600 triệu đồng để mua sắm bàn ghế trang thiết bị. Hoàn thành xây dựng nhà văn hóa ở 100% số thôn trong xã đã tạo điều kiện cho nhân dân xã Thắng Lợi có nơi hội họp sinh hoạt cộng đồng và tập luyện, biểu diễn văn nghệ thường xuyên. Đồng thời, giúp địa phương sớm hoàn thành tiêu chí số 6 về cơ sở vật chất văn hóa trong xây dựng nông thôn mới. Bên cạnh mở rộng và phát triển các tổ chức khuyến học, thu hút hội viên tham gia, các cấp hội khuyến học trong tỉnh Nam Định luôn quan tâm xây dựng phát huy hiệu quả các mô hình gia đình học tập, dòng họ học tập, cộng đồng học tập và đơn vị học tập. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 12.600 chi hội và ban khuyến học, tăng gần 2.000 chi hội và ban khuyến học. Số hội viên khuyến học đạt 24,3% dân số. Trong đó, các huyện đạt cao là Hải Hậu, Ý Yên, Giao Thủy, Nghĩa Hưng và Trực Ninh. Thực hiện quyết định 281 của Thủ tướng Chính phủ, quyết định của Hội Khuyến học Việt Nam về đẩy mạnh phong trào học tập suốt đời trong gia đình, dòng họ, cộng đồng, đơn vị đến năm 2020. Đến nay, toàn tỉnh đã có trên 319.000 gia đình đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí gia đình học tập. Trong đó có trên 221.000 gia đình được công nhận gia đình học tập. Trên 3.000 dòng họ đăng ký phấn đấu đạt tiêu chí dòng họ học tập. Trong đó có trên 2,4.000 dòng họ được công nhận dòng họ học tập. Các huyện Ý Yên, Nam Trực, Trực Ninh, Xuân Trường, Giao Thủy đã có 100% các xã thị trấn đăng ký trở thành cộng đồng học tập. Hiện tại, toàn tỉnh có số dư quỹ khuyến học gần 150 tỷ đồng. Là một dòng họ lớn của xã Nam Trung, huyện Nam Sách, tỉnh Hải Dương, năm qua, 142 hộ gia đình thành viên dòng họ Nguyễn Văn ở thôn Thụy Trà không chỉ thực hiện tốt công tác khuyến học khuyến tài, mà còn là những hạt nhân đi đầu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự ở địa phương. Mô hình dòng họ hiếu học an toàn về an ninh trật tự không chỉ giúp cho dòng họ Nguyễn Văn ở xã Nam Trung không có người vi phạm pháp luật, mắc các tệ nạn xã hội, mọi người sống hiếu thảo, hòa thuận và văn minh, mà còn giúp cho các con cháu ngày càng học hành tấn tới và thành đạt. Tính đến nay, dòng họ đã có gần 90 người đỗ đạt, có học vị tiến sĩ, thạc sĩ, kỹ sư. Ngoài ra còn có 23 sinh viên đang theo học tại các trường đại học cao đẳng. Hàng năm, 100% các cháu con em trong dòng họ học hết trung học cơ sở đều đỗ vào các trường trung học phổ thông công lập. Các cháu tốt nghiệp trung học phổ thông có đến 75-80% đỗ vào các trường đại học cao đẳng. Qua cái phong trào này thì tôi thấy các dòng họ cũng muốn noi gương để học tập. Dòng họ Nguyễn Văn đã xây dựng được một cái mô hình rất tốt và có thể là làm gương cho tất cả những cái dòng họ khác noi theo để góp phần xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mô hình dòng họ hiếu học an toàn về an ninh trật tự ở thôn Thụy Trà, xã Nam Trung, huyện Nam Sách ra đời đã huy động được sức mạnh của quần chúng nhân dân vào phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, đảm bảo an ninh trật tự ở cơ sở, từ đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa xã hội của địa phương. Trong năm 2018 này tiếp tục ra mắt thêm một dòng họ nữa. Và có thể là sẽ từ nay đến cuối năm, trong giai đoạn đầu năm sẽ ra mắt dòng họ Trần,
văn cũng ở thôn Đại Trà, thế và cũng đang triển khai cho cái lực lượng công an xã làm nòng cốt và tiếp tục tức là tuyên truyền và xây dựng một số dòng họ khác ở thôn khác để làm nhân tố, tức là mở rộng đảm bảo cho công tác an ninh trật tự của địa phương. Với những kết quả đạt được, dòng họ Nguyễn Văn ở thôn Thụy Trà được tuyên dương khen thưởng về công tác đảm bảo an ninh trật tự năm 2017. Tại Thái Bình, những năm gần đây, tật khúc xạ bao gồm cận thị, viễn thị, loạn thị trong học sinh có xu hướng gia tăng, nhất là ở khu vực thành thị. Đây là thực trạng đáng báo động, ảnh hưởng không nhỏ đến sinh hoạt và sự phát triển toàn diện của học sinh. Mặc dù hầu hết các trường học trên địa bàn thành phố đã được trang bị đèn chống cận, điều kiện về ánh sáng, bàn ghế đều đạt chuẩn. Hơn nữa, từ nhiều năm nay, ngành giáo dục thành phố tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho học sinh, kịp thời thông báo cho phụ huynh các bệnh mà con em mình mắc phải. Nhưng tỷ lệ học sinh bị cận thị có chiều hướng ngày càng gia tăng. Theo số liệu thống kê của ngành giáo dục, 15% trẻ em trong độ tuổi đi học bị cận thị. Đáng chú ý là tỷ lệ học sinh thành thị bị tật cận thị chiếm 30%, cao gấp hơn 2 lần học sinh ngoại thành. Để phát huy vai trò của thanh niên tham gia giữ gìn an toàn giao thông, các cấp bộ đoàn trong tỉnh Hải Dương đã tập trung 3 nhóm giải pháp chính là tăng cường tuyên truyền giáo dục pháp luật về an toàn giao thông, tuyên truyền xây dựng văn hóa giao thông và xây dựng nhân rộng các mô hình công trình phần việc của thanh niên tham gia gìn giữ an toàn giao thông. Phát huy vai trò của tuổi trẻ trong công tác tuyên truyền vận động đoàn viên thanh niên tham gia chấp hành luật giao thông đường bộ, 3.000 đoàn viên đoàn khối các cơ quan tỉnh đã ký cam kết không vi phạm pháp luật, đặc biệt là pháp luật về giao thông đường bộ. Đoàn khối cũng đã chủ động đưa nội dung giáo dục pháp luật, nhất là luật an toàn giao thông vào các buổi sinh hoạt, phấn đấu mỗi đoàn viên thanh niên là một tuyên truyền viên về an toàn giao thông, cam kết gương mẫu, thực hiện và vận động gia đình xã hội chấp hành các quy định về trật tự an toàn giao thông. Giáo dục pháp luật về an toàn giao thông cho thanh niên là biện pháp quan trọng góp phần hình thành văn hóa giao thông, là tiền đề để văn hóa giao thông trở thành nền nếp trong giới trẻ nói riêng và cho cộng đồng nói chung nhằm phòng tránh tai nạn giao thông. Trong thời gian gần đây, liên tiếp trên cả nước xảy ra các vụ cháy gây những thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, trong đó có tỉnh Thái Bình. Tuy nhiên, tại nhiều khu vực kinh doanh, buôn bán, những vật dễ cháy, công tác về phòng cháy chữa cháy vẫn chưa được người dân chú trọng. Chợ Quang Trung thuộc địa bàn phường Quang Trung, thành phố Thái Bình là một trong những nơi như vậy. Chợ có diện tích trên 8.500 m² với gần 300 hộ kinh doanh để hàng hóa qua đêm, chủ yếu là hàng may mặc, rất dễ cháy. Tại những lối đi trong chợ, hầu hết các hộ kinh doanh đều làm mái tôn, căng bạt che kín, tận dụng diện tích để xếp hàng nên không đảm bảo an toàn phòng cháy chữa cháy. Qua tìm hiểu, một số hộ kinh doanh không trang bị bình chữa cháy, công tác phòng cháy chữa cháy chưa được các hộ quan trọng. Nếu không may bị cháy thì đám cháy sẽ lan ra rất nhanh và thiệt hại khi đó thật khó lường. Chính vì vậy, hơn ai hết, chính các hộ kinh doanh trong chợ cần nêu cao sự chủ động trong phòng cháy, tuân thủ những quy định an toàn phòng cháy chữa cháy, cách sử dụng bình bột, dụng cụ chữa cháy và một số thao tác chữa cháy. Liên tiếp trong những ngày gần đây, trên cả nước xảy ra nhiều vụ cháy gây thiệt hại nặng nề về người và tài sản. Tại Hải Dương, vấn đề an toàn phòng cháy chữa cháy tại một số cơ quan doanh nghiệp và nhiều gia đình còn tồn tại nhiều bất cập, nếu không được quan tâm đúng mức thì nguy cơ dẫn đến cháy nổ là điều khó tránh khỏi. Trong năm 2017 và tính đến gần hết quý 1 năm 2018, trên địa bàn tỉnh Hải Dương đã xảy ra 55 vụ cháy, làm chết 1 người, 5 người bị thương, thiệt hại tài sản trên 5 tỷ đồng. Chỉ tính riêng những tháng đầu năm 2018 xảy ra 16 vụ, thiệt hại trên 980 triệu đồng. Mặc dù sự cố về điện vẫn là những nguyên nhân chủ yếu dẫn đến các vụ cháy, tuy nhiên bên cạnh đó, không ít các vụ cháy xảy ra xuất phát từ nguyên nhân thiếu ý thức hay sự chủ quan của con người. Trong đợt kiểm tra an toàn phòng cháy chữa cháy mới đây tại một số doanh nghiệp, dù được đầu tư hàng tỷ đồng, nhưng hệ thống chữa cháy và báo cháy tự động vẫn rất kém. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng đã lập biên bản xử lý gần 180 trường hợp vi phạm, xử phạt hơn 180 triệu đồng, đồng thời chỉ ra các lỗi vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy, yêu cầu các cơ sở phải có biện pháp cũng như lộ trình khắc phục các lỗi vi phạm về an toàn phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, nhiều cơ sở vẫn chưa thực hiện đầy đủ. Hỏa hoạn luôn xuất hiện bất ngờ và để lại hậu quả thảm khốc. Vì vậy, rất cần các chủ doanh nghiệp và mọi người dân nâng cao ý thức trong công tác phòng cháy và chữa cháy. Có như vậy mới giảm thiểu đến mức thấp nhất thiệt hại do cháy nổ gây ra. Quý vị và các bạn thân mến, chương trình Thời sự Đồng bằng sông Hồng hôm nay của Đài Phát thanh Truyền hình Hưng Yên đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin thân ái chào tạm biệt.